Xin kính chào quý gia chủ của Đồng Đông Sơn, em là Đạt, em đến từ Đồng Đông Sơn. Ngày hôm nay ở video này em sẽ giới thiệu tới tất cả các bác một bộ đồ thờ mang tên bộ ngũ sự song long chầu mặt nguyệt, cao 47cm bằng đồng cắt tút các bác nhá. Vậy với chất liệu là chuẩn đồng cắt tút thì cái bộ đồ thờ ngày hôm nay sẽ bao gồm 5 vật phẩm. Đầu tiên chính là một đỉnh đồng song long chầu mặt nguyệt cao 47cm với chiều cao tính từ chân đế tới đầu cụ nghê. Hai bên chính là một cụ hạc với hình tượng là hạc ngọc sen đứng trên lưng rùa với chiều cao là 47cm tính từ chân cụ rùa tới đầu bông hoa sen. Hai bên chính là một đôi chân nến ám trạm hoa văn chìm với chiều cao là 40cm tính từ chân đế tới đầu đỉnh và sẽ cao 45cm nếu như các bạn tính thêm một bông sen nến như thế này. Và toàn bộ tất cả 5 vật phẩm ngày hôm nay thì được đúc với nguyên liệu là chuẩn đồng cắt tút các bác nhé, và được sản xuất tại xưởng em tại Ý Yên Nam Định. Và nhắc tới Ý Yên Nam Định, chắc chắn các bác cũng đã biết đây là một địa danh là nơi sản sinh ra những cái bộ đồ thờ bằng đồng cắt tút, chuẩn đồng cắt tút, cũng như là những cái bộ sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công với cái độ hoàn mỹ, độ chuẩn chất liệu cực kỳ cao rồi. Và bộ ngũ sự ngày hôm nay có gì đặc biệt so với những cái bộ đồ thờ trước đây thì em xin mời tất cả các bác cùng em lại gần khám phá từng cái họa tiết hoa văn cụ thể trên từng vật phẩm một ạ. Trung tâm bộ ngũ sự ngày hôm nay các bác thấy rồi, đây chính là một đỉnh song long chầu mặt nguyệt với chất liệu là đồng cắt tút. Các bác có thể thấy là bác có thể thấy được toàn bộ cái màu sắc, chính là đây là cái màu vàng ánh xanh. Và với cái đồng cắt tút nhá, các bác có thể thấy này, là để so sánh được với cái hàm lượng vàng hiện tại trên thị trường, các bác cứ nhìn vào cái ánh vàng này đây, là đồng cắt tút thì nó sẽ có cái màu ánh xanh, và cái độ trong của cái đồng cắt tút này ấy, nó sẽ cao hơn cái hàm lượng vàng rất là nhiều. Hàm lượng vàng nó cũng có cái màu vàng, tuy nhiên thì cái độ trong thì nó không được như cái này và nó sẽ có độ trầm hơn đấy. Hàm lượng cắt tút thì các bác có thể thấy rồi, nghê này là nghê hoàn toàn liền khối với nắp các bác nhá. Em cam đoan với các bác là khi mà nó rời khuôn là nó đã có cả hình nghê với hình nắp như thế này rồi. Nghê sẽ là nghê ngậm ngọc ôm cầu với hình tượng cực kỳ hung dữ, nó sẽ mang ý nghĩa là giúp các bác chấn hưng chấn chạy và chống lại những cái luồng, tức là nó sẽ chống lại những cái luồng tà khí, những luồng khí mà nó có hại cho gia chủ mình, cũng như là nó sẽ thu hút được những cái sự luồng sinh khí cho gia đình mình rồi. Nghê thì nó là một hình tượng mà nó nghê thì được an vị trên hình cái nắp này, và nó sẽ nghê là một con vật mà nó cực kỳ thích khói lửa, khói hương rồi. Về phần nắp thì được bên em sẽ làm hình cách điệu là hình hai song lân đang trầu như thế này, và khi mà các bác đốt hương trầm trong lồng ngục đỉnh ấy, thì những cái hương thơm của trầm thì nó sẽ lan tỏa ra và nó sẽ sưởi ấm cái không gian thờ nhà mình các bác nhé. Bên trong cái nắp các bác có thể thấy này, nó cực kỳ sần sùi các bác nhé. Đây, nó cực kỳ sần sùi. Và đây chính là cái đặc điểm để các bác nhận biết được rằng đây, cái bộ đồ thờ này nó được làm bằng đồng, bằng cái khuôn đất, cho nên là cái độ sần sùi ở trong nó rất là không được như hàng đồng vàng. Tuy nhiên thì đã được bên em xử lý hoàn toàn sạch sẽ, đấy, nó không hề có những cái đất để nó dính bên trong này. Và hàng nó cắt tút là thủ công thì các bác có thể thấy là nó cực kỳ dài dặn, đấy, cho nên là cái độ nặng của nó rất là cao các bác nhé. Đấy, về phần cổ các bác có thể thấy là hình triệu được bên em hình chữ T và được làm liên tục như thế này, và cái độ bóng bên ngoài thì đều được bên em gia công hoàn toàn bằng tay hết đấy. Và tất cả vật phẩm thì không phải bộ nào nó cũng giống nhau, và đây nó không phải hàng máy, cho nên là từng cái vật phẩm một, từng bộ một thì nó sẽ có cái có hồn riêng, có kiểu nét riêng đấy. Và đây là cái bộ mà được bên em làm theo yêu cầu của bác, là bác đặt 5 chữ, đó là phúc lộc thọ chữ Hán, và được bên em cày nổi. Đó, các bác có thể thấy là mặc dù được làm bằng tay, tuy nhiên là tùy từng cái đường nét nó không thua gì những cái chữ thư pháp khi mà thầy đồ viết trên giấy, đúng không ạ? Hình tượng được các bác quan tâm đặc biệt nhất trên cái bộ đồ thờ ngũ sự đó chính là cái hình tượng song long chầu mặt nguyệt. Đấy, mặc dù đồng cắt tút nó là chất liệu nó cực kỳ có độ cứng cực cao rồi, tuy nhiên thợ bên em vẫn đúc được cũng như là hoàn thiện được những cái hình tượng rồng cho tới mặt nguyệt nó hoàn toàn nguyên khối đó, và nó được làm bằng tay cho nên là nó sẽ có cái hồn rất là riêng các bác nhé.
từng cái mắt sừng cho tới đường vẫy trên thân này, đấy hoàn toàn được bên thợ bắc cải em ấy sẽ dùng búa ve niệm chặt cũng như là đục tỉa ám chặt trực tiếp lên cái phôi đầu. Đó, hai bên chính là hình tượng hai đầu voi cũng như là hai tay bay. Em đảm bảo cho các bác là nó hoàn toàn nguyên khối các bác nhé. Các bác không thể nào mà tìm thấy cái vết hàn vết gắn ở trên cái tất cả từ cái tay mây cho tới ba chân lân. Đây, ba chân lân nó hoàn toàn nguyên khối rồi. Đấy, từng cái đường mắt, mi cho tới miệng nó hoàn toàn được làm cực kỳ sắc nét và nổi bật. Đấy, đây chính là một cái bộ đầu năm, tuy nhiên là nó cực kỳ tâm huyết của bác thợ em đó nhá. Đấy. Chân đế thì được đây làm hình tròn và sẽ có độ rộng nó tương xứng với ba chân tam lân. Phần G thì nó sẽ được làm cao để đảm bảo là khi các bác dâng ban lên ban thờ ra tiên nhà mình thì nó sẽ đảm bảo được thứ nhất là cái độ chắc chắn, nó cực kỳ chắc chắn khi mà nó an vị trên ban thờ ra tiên nhà mình các bác nhé. Tiếp theo, cái bộ đồ thờ ngày hôm nay chính là hai hình tượng là hạc gặp sen đứng trên lưng rùa. Đôi sen nến, đôi sen này cũng được bên em đúc hoàn toàn từ đầu cấp túc. Đấy, đầu cấp túc nó cứng, tuy nhiên này thợ cả nhà em nó từng cái đường nét này nó cực kỳ uyển chuyển và có hồn này. Đấy, cái hình tượng quyết định tới cái hồn của hồn riêng của đôi hạc chính là cái đôi mắt. Đây các bác có thể thấy mắt được bên em nó là cực kỳ có hồn nhá, và nó hoàn toàn là một tay búa ve phần cổ cũng như là phần lông hạc thì đều được bên em ám chặt chìm. Đây cũng là một trong những cái cách các bác nhận biết được đầu là cái hàng đồng vàng và đầu là cái hàng cắt túc. Đầu cắt túc thì sẽ được bên em làm những cái hình tượng ám chặt chìm như thế này, còn hàng đồng vàng thì nó sẽ nổi lên trên. Đấy, đấy là sự khác biệt các bác dễ dàng phân biệt nhất. Hình tượng rùa thì được bên em làm cực kỳ giống rùa thật rồi. Đây, nó không thua gì các cụ rùa ngoài đời đúng không ạ? Từng cái đường mai, đường miệng, đường mi, đường chân. Đấy, và chân này nó hoàn toàn là nguyên khối các bác nhá, nó cực kỳ chắc chắn rồi. Đấy, tiếp theo bộ đồ thờ ngày hôm nay chính là một đôi chân nến và được bên em ám chặt hoa văn trực tiếp lên phôi đầu, và khi đi kèm bên đây chính là một cái bông sen nến cho các bác. Khi các bác đốt hương, nến này, nến cốc, nến cầy trên đây thì nó sẽ đảm bảo được cái độ thẩm mỹ cho cái bát thờ gia tiên nhà mình. Về phần địa nến, chân nến này, anh sẽ đi chân nến trước. Chân nến thì được bên làm cực kỳ chắc chắn và dày dặn. Đây bên trong và bên ngoài nó không khác gì nhau các bác nhé. Đây là các bác cứ nhìn vào bên trong này, là các bác sẽ biết được cái độ nguyên chất cũng như của cái đồng này. Đây, phần địa nến thì được bên em áp chặt chìm. Và nhiều bác thì thắc mắc với em là tại sao mà đồng cấp túc thì nó không làm nổi như là hàng đồng vàng. Thì xin thưa với các bác là tất cả những cái sản phẩm mà chuẩn đồng cấp túc ấy thì đều được áp chặt chìm như thế này các bác nhé. Đây, từng cái đường nét như là rồng phượng đều được bên em ám chặt chìm trực tiếp lên cái thớ đồng phôi đồng. Xung quanh thì sẽ được làm hình triện hình kích điệu hoa lá cành, phía dưới thì sẽ chúng ta sẽ có được hình tượng là hoa sen và những cái đường kích điệu như thế này. Đấy, và để làm nên được những cái hình tượng này ấy, thì thợ nhà em sẽ trước tiên là sẽ vẽ bản khắc phác thảo trên giấy, sau đó sẽ đặt trực tiếp lên và sau đó sẽ đi cái từng cái đường búa đường ve một theo những cái họa tiết hoa văn trên và sẽ thu được những cái đường nét nó cực kỳ có hồn và uyển chuyển như thế này các bác nhé. Đấy, không thua gì những cái tranh vẽ ở trên thị trường ngày nay các bác nhé. Vâng, và em xin mời tất cả các bác cùng em ngắm nhìn lại toàn cảnh của bộ đồ thờ ngũ sự song long chùa Bạch Nguyệt cao 47cm bằng đồng cắt tút ngày hôm nay các bác nhé. Với nguyên liệu là chuẩn đồng cắt tút, các bác hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là độ bền bỉ của bộ đồ thờ này. Và với nguyên liệu là đồng cắt tút thì bên em sẽ hỗ trợ là bảo hành 8 năm về màu cũng như là trọn đời về chất liệu đồng, cho nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm trong cái xuyên suốt cái quá trình các bác dâng ban cái bộ ngũ sự này lên ban thờ gia tiên. Và bên em sẽ ngoài ra bên em sẽ hỗ trợ là miễn phí vận chuyển toàn quốc đó. Và bên em khi mà em vận chuyển thì bên em sẽ đóng gói hàng thật kỹ càng, tháo rời từng vật phẩm một, sau đó bên em sẽ bỏ xốp nổ, chèn xốp chống sốc và sau đó đóng vào thùng xốp và gửi qua bưu điện để đảm bảo là khi cái bộ đồ thờ này tới tay tất cả các bác thì nó hoàn toàn nguyên vẹn và nó không hề bị xây xước cái vẻ đẹp bên ngoài. Và nếu như các bác đang phân vân hay muốn tham khảo thêm những cái mẫu hay là những cái sản phẩm đồ thờ khác thì các bác hoàn toàn có thể liên hệ em Đạt qua hotline hoặc là Zalo 0868 353
866 để em tư vấn cụ thể về chất liệu, màu sắc, kích thước hay là giá thành phù hợp nhất với tùy từng các bác. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau, và em sẽ rất mong nhận được sự đăng ký, lượt thích từ tất cả các bác ạ.